Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, khi tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cập nhật số người không qua khỏi do mưa lũ bất thường đã tăng lên 25, thì hãng thông tấn AFP hôm thứ Năm tuần vừa qua lại nêu ra ví dụ về con đê bị sập ở Lạc Dương, nói rằng Trung Quốc ngày càng phải đối đầu với hiểm họa lũ lụt lớn hơn do việc xây dựng nhiều đê đập đã cắt đứt liên kết giữa sông và các hồ liền kề, các bãi sông chứa nước mưa vào mùa hè. Trong khi đó, các chuyên gia khẳng định với hoàn cầu rằng việc xây dựng đê đập và hiểm họa lũ lụt ngày càng trầm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Họ nhận định rằng trận mưa lớn chỉ đơn thuần là do thiên nhiên. Hôm thứ Sáu, ông Trung Phúc, giáo sư từ Trường Bảo tồn Nước và Kỹ thuật Thủy điện thuộc Đại học Hen Hai nói với Hoàn Cầu rằng các cơ quan truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề. Vì trên thực tế thì việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai trong khu vực. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng các con đập nhằm giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm thiểu thiên tai. Do vậy, việc xây dựng các con đập không nên bị từ chối vì một thảm họa hiếm gặp, ông Phúc nói. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử. Mỗi con sông có 1.030 nhánh với diện tích thoát nước nhỏ nhất là 50 km2. Chuyên gia cho biết tình trạng lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình. Hà Nam ở vùng trũng và dễ bị ảnh hưởng với tốc độ đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lớn kinh khủng đến vậy. Trong khi tình hình mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, quân đội nước này đã điều động hơn 6.000 người từ đại chiến khu trung tâm để tham gia cứu trợ thiên tai. Thượng tướng Du Chenling, ủy viên chính trị đại chiến khu được nhìn thấy xuất hiện ở thành phố Trịnh Châu, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mùa mưa lũ. Theo thông báo từ quân đội Trung Quốc, bên cạnh khoảng 6.100 người gồm quân nhân, cảnh sát vũ trang, dân binh, hơn 100 trang thiết bị và tàu thuyền cũng được đưa đến hơn 25 địa điểm bị thiên tai ở Trịnh Châu, Lạc Dương. Nhiều phương tiện truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ truyền hình nhà nước Trung Quốc nói rằng đập nước Guji ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị vỡ vào 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu theo giờ địa phương. Thông tin xuất hiện giữa bối cảnh nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là Trịnh Châu, trải qua đợt mưa lớn chưa từng thấy, được mô tả là nghìn năm có một. Lượng mưa từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Sáu tuần qua ở Trịnh Châu là 589,1 mm, gần bằng lượng mưa trung bình trong cả năm ở thành phố này là 620 mm. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đưa tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc vào chiều ngày thứ Sáu nói rằng sườn đập ở vị trí hạ nguồn hồ chứa Guji bị nước lũ làm xói mòn ở phạm vi lớn nhưng không xảy ra tình trạng vỡ đập. Bộ cho biết nước lũ đã không còn tràn qua đỉnh đập. Địa phương đang tiếp tục khơi thông các kênh thoát nước tạm thời nhằm giảm mực nước. Nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Châu Học Văn đứng đầu đã đến Trịnh Châu trong ngày thứ Sáu để trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Các hồ chứa Guji và Trường Giang yêu cầu sơ tán người dân xung quanh. Guji cũng được đưa ra. Báo Tân Kinh trưa ngày thứ Bảy đưa tin, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Trịnh Châu cũng đã cảnh báo người dân về hiểm họa tiềm ẩn to lớn ở hồ chứa Guji và yêu cầu sơ tán. Nhiều người trong khu vực nhận được thông báo vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Sáu về việc nhanh chóng di chuyển lên tầng cao do hồ chứa sắp xả lũ. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thông báo được phát đi, yêu cầu mọi người sơ tán. Đến khoảng 16 giờ ngày thứ Sáu, tình thế nguy hiểm ở Guji đã được kiểm soát sơ bộ, mức báo động khẩn. Theo Hoàn Cầu, số người không qua khỏi do trận mưa lớn chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 25 người, trong đó 10 người vẫn mất tích. Văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh này ngày 20 tháng 8 cho biết đã có tổng cộng 285.000 người được sơ tán và 201.000 người được di dời chỗ ở. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 190.000 ha, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, mưa đã tạm ngừng cho phép người dân, giới chức khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trận mưa như chút nước lớn làm ngập hầu hết hệ thống thoát nước của thành phố đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng của chính quyền trung ương với sự hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi cho chính quyền các cấp về khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và đối phó với thiên tai. Trong những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là thủ phủ Trịnh Châu đã chứng kiến những trận mưa như chút nước trong hơn 4 ngày liên tiếp, gây ngập lụt nghiêm trọng. Ngày hôm nay, hàng loạt địa phương tại Hà Nam đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn.
Cụ thể, lúc 7 giờ 50 phút sáng ngày 20 tháng 8 theo giờ địa phương, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã lên tới 50mm. Trong buổi sáng, lượng mưa có thể lên 100mm. Trong sáng nay, các thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã phát cảnh báo đỏ, trong khi Trịnh Châu phát cảnh báo cam. Đặc biệt, trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố An Dương đã tuyên bố đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố và yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và tổ chức trong thành phố cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ cần thiết và nhân viên làm nhiệm vụ. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe sẽ được sơ tán để đảm bảo an toàn. Vài chục chiếc xe nằm ngổn ngang và chồng chất lên nhau trên một tuyến đường ở Trịnh Châu sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố này. Tính đến ngày thứ 6, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng vì đợt mưa lũ bắt đầu từ ngày thứ 2 ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Ít nhất 1,2 triệu người phải sơ tán khi cơ quan khí tượng địa phương dự báo khu vực này sẽ tiếp tục có mưa to. Theo tài khoản Weibo của Đài Hà Nam, Trung Quốc, trong khi dư luận đang chú ý theo dõi cuộc giải cứu người mắc kẹt ở Trịnh Châu, thì trên mạng xã hội, phản ứng tin nhắn như WeChat và Weibo đã lan truyền một lời cảnh báo rằng nguồn nước máy có thể đã bị nhiễm bẩn sau trận lũ, ai có điều kiện nên uống nước đóng chai. Không lâu sau đó, người đứng đầu trạm quan trắc Lạc Dương thuộc mạng lưới giám sát chất lượng nước, cấp nước đô thị Hà Nam đã bác bỏ tin đồn thất thiệt, khẳng định nguồn nước của Lạc Dương không bị ảnh hưởng và hoạt động sản xuất của nhà máy nước vẫn bình thường. Theo đó, hàng ngày các mẫu nước được lấy từ 64 điểm giám sát trong mạng lưới cấp nước của Lạc Dương và 106 chỉ tiêu chất lượng nước được 22 phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra. Chỉ có nước máy đủ tiêu chuẩn mới có thể được đưa vào tiêu thụ. Các chuyên gia dự báo thời tiết đã dự đoán sẽ có lượng mưa lớn trước khi trận lũ kinh hoàng đổ bộ miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng cảnh báo của họ đã sai địa điểm và cả thời điểm. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, South China Morning Post Hồng Kông, bà Su Ai Fang, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt từ ngày Chủ nhật tuần trước. Thế nhưng, các nhà dự báo lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất sẽ ập đến Tiêu Tác, một thành phố tọa lạc dưới chân Thái Hành Sơn một ngày trước khi trận mưa như chút nước tồi tệ nhất ập đến. Trong khi đó, các khu vực khác như thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam được dự báo sẽ đón lượng mưa ít hơn. Hôm thứ Hai, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo rằng thành phố Tiêu Tác có thể đón lượng mưa lên tới 50mm trong ngày thứ Tư, có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một và đã tiến hành sơ tán một số người dân khỏi các vùng trũng của thành phố này. Nhưng thực tế thì Trịnh Châu mới là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố 12 triệu dân này đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục chậm hơn một ngày so với dự báo của các chuyên gia. Vào sáng ngày thứ Năm, thành phố Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất. Nhưng khi đó, hầu hết các cư dân của thành phố đều đã trên đường đi làm. Chỉ trong vòng 1 giờ, Trịnh Châu đã chứng kiến lượng mưa hơn 200mm, lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Vào buổi chiều cùng ngày, thành phố đã chứng kiến lượng mưa nhiều hơn mức bình thường trong vòng nửa năm, khiến các đường phố ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm tàu khách mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm. Ít nhất 25 người đã không qua khỏi trong trận lũ lụt, trong khi nguồn điện và nước sinh hoạt bị cắt ở nhiều nơi. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện mức cảnh báo lũ lụt tại quốc gia này đã được nâng thêm một cấp mới màu cam. Đây là mức cảnh báo thứ hai trong thang đo cảnh báo 4 cấp. Trong khi đó, một đoạn đê dài 50m trên sông Trường Giang thuộc địa phận tỉnh Giang Tây đã bị vỡ. Vụ việc gây thiệt hại cho khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp, buộc gần 9.000 người dân phải đi sơ tán. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, vụ vỡ đê xảy ra sau khi khu vực miền Nam Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Hơn 600 người đã được huy động khẩn cấp tới khu vực xảy ra sự việc để triển khai công tác cứu trợ. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tại khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang. Từ nay đến cuối tuần, các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, Hồ Nam và Chiết Giang sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn và gió mạnh gây sạt lở đất. Mực nước tại Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình, hai hồ điều hòa lớn của sông Trường Giang có thể vượt mức cảnh báo lũ. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác đề phòng lũ lụt lở đất, đồng thời cắt nguồn điện ngoài trời, ngừng các hoạt động ngoài trời tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc tuyên bố đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới, vẫn đủ sức ứng phó với đợt lũ lụt lần này. Còn truyền thông Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua đã đăng nhiều video cho thấy tình trạng ngập lụt ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cùng với nhiều trận mưa như chút nước, nhiều nơi ở thành phố Nghi Xương bị chìm trong nước. Trong khi lở đất cũng xảy ra và nhiều phương tiện cá nhân gặp sự cố ngay trên đường, từ 8 giờ đến 14 giờ chiều ngày Chủ nhật. Huyện Viễn An thuộc quản lý của thành phố Nghi Xương có lượng mưa lớn nhất đạt 203,1mm,
đến 18 giờ ngày Chủ nhật, đội cứu hộ của thành phố đã giải cứu và sơ tán tổng cộng hơn 1.000 người. Chính quyền đã điều động 410 nhân viên cứu hộ, 69 xe cứu hộ, 25 xuồng cao su cứu hộ và triển khai công tác thoát nước tại 15 địa điểm. Một đoạn video cho biết, đoạn giao nhau giữa trường Đại Thành và đường Tiểu Nha ở Nghi Xương bị ngập lụt nghiêm trọng. Một chiếc xe hơi bị chìm trong nước sâu đến mức khiến cửa xe không thể mở. Cảnh sát sau đó đến trợ giúp để cứu những người bị mắc kẹt trong xe. Nghi Xương cách đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang chỉ 40 km. Trong khi đó, nhiều người dùng mạng đã đặt nghi vấn về sự liên quan giữa đập Tam Hiệp và tình trạng ngập lụt ở Nghi Xương. Điều đó cho thấy, vẫn mở cống xả nước, phía Trung Quốc không công bố thông tin chính thức nào cho thấy đập Tam Hiệp xả lũ dẫn tới các khu vực xung quanh chìm trong nước thời gian qua. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ lớn tại đập Tam Hiệp, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ khả năng vỡ đập do lũ trên thượng nguồn. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới năm nay, đạt quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1940. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa màu vàng trên thang 4 cấp, từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ. Đối với nhiều địa phương ở miền Nam Trung Quốc, từ 20 giờ tối ngày Chủ nhật cho tới 20 giờ tối ngày thứ Hai, phần Đông Nam Trùng Khánh, phần Đông Bắc Quý Châu, phần Tây Bắc Hồ Nam, hầu hết khu vực Hồ Bắc, Thượng Hải được dự báo có mưa lớn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!